Cựu CEO BitMEX dự đoán cuộc tàn sát đẫm máu crypto sắp xảy ra. Một dự án NFT của nhà sáng lập gốc Việt thu về 1,1 triệu USD rồi ôm tiền bỏ chạy. Nhà phát hành AX Infinity cho biết đã sẵn sàng chơi đường dài để thu hồi số tiền bị đánh cắp. Tỷ phú Kevin O'Leary dự đoán hàng ngàn tỷ đô la sẽ tràn vào tiền điện tử. Giám đốc Galaxy Digital dự đoán Ethereum sẽ vượt qua Bitcoin trong 2 hoặc 3 năm nữa. Warren Buffett được gọi là kẻ thù số 1 của Bitcoin. Chàng trai 19 tuổi kiếm 20 triệu USD nhờ NFT. Được Binance đầu tư 200 triệu USD, tạp chí Forbes hợp tác với FTX để phát hành NFT trên Ethereum. Chú Quỳnh xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình MetaGas News, nơi cung cấp những thông tin thời sự nóng hổi, xu hướng thị trường trong lĩnh vực blockchain hàng ngày. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với bản tin của ngày hôm nay. Người đồng sáng lập BitMEX và cũng là cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes cho biết tình trạng suy yếu của thị trường chứng khoán toàn cầu có thể dẫn đến sự suy sụp đổ tiền điện tử trong quý 2 và anh ấy cũng dùng quyền chọn bán như một biện pháp bảo vệ. Trong bài đăng trên blog mới nhất của mình ngày hôm qua, Arthur Hayes tuyên bố tiền điện tử đang di chuyển song song với các cổ phiếu công nghệ của Mỹ và việc Nga tấn công Ukraine sẽ gây thiệt hại cho cả hai ngành. Vì cựu CEO này cũng cho biết nếu Nasdaq 100 giảm, nó sẽ kéo theo tiền điện tử lao dốc. Hayes cũng đưa ra một loạt các biểu đồ cho thấy mối tương quan thị trường giữa truyền thống và tiền điện tử để hỗ trợ quan điểm này. Điều này nói là tại sao anh ta lập luận rằng Nasdaq 100 sẽ đi xuống. Một phần nguyên nhân là do các tác động từ cuộc tấn công xung đột Nga. Xung đột Nga và Ukraine sẽ khiến tăng trưởng toàn cầu giảm do giá hàng hóa tăng cao. Anh nói thêm rằng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Lập luận thứ hai là thế giới hiện đang chứng kiến lãi suất cao hơn với phản ứng để lạm phát. Yếu tố thứ ba là dựa trên việc xem xét biểu đồ của Nasdaq 100. Hayes nói rằng phân tích kỹ thuật cho thấy rằng Nasdaq 100 đã có thể giảm xuống. Hayes ước tính rằng Bitcoin có thể thấp xuống tới 30.000 đô la trước cuối tháng 6 và Ethereum sẽ giảm xuống còn 2.500 đô la. Mới đây, một dự án NFT của nhà sáng lập gốc Việt đã gọi vốn được khoảng 1,1 triệu USD, rồi sau đó ôm tiền bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả hai nhà sáng lập của dự án là Ethan Nguyễn và Andre Lacuna đã bị bắt giữ. Ethan Nguyễn và Andre Lacuna bị cáo buộc tội lừa đảo và rửa tiền trong một kế hoạch run full tiền mã hóa. Hai nhà sáng lập này đã cho ra mắt bộ sưu tập NFT mới có tên là Fortis sau khi bán các NFT của một nhân vật hoạt hình và thu về 1,1 triệu USD. Cả hai đã đóng dự án và chuyển tiền vào một loại ví tiền điện tử riêng biệt, khiến cho các nhà đầu tư và sở hữu NFT Fortis bị trắng tay. Bộ sưu tập NFT này có khoảng 8.888 bức ảnh khác nhau của nhân vật Fortis với mức giá là 130 USD cho mỗi NFT. Điều đáng nói là dự án này đã thu hút được một lượng lớn người quan tâm và bán sạch hết các NFT chỉ sau một giờ lên sàn. Nhưng ngay sau đó, hai nhà sáng lập này đã tuyên bố từ bỏ dự án. Tuy nhiên, ngay sau đó, các điều tra viên đã tìm ra địa chỉ IP và địa chỉ email của hai nhà sáng lập từ tài khoản Discord đối chiếu với tài khoản tương ứng trên sàn giao dịch Coinbase. Các tài khoản này liên kết với thẻ tín dụng Citibank và danh tính thực hư của cả hai. Các điều tra viên cũng lần theo dấu vết của một loạt hành động chuyển tiền dẫn đến cáo buộc tội rửa tiền. Cả hai đã bị bắt tại thành phố Los Angeles, California. Nhà phát triển của Kai Smarvis, công ty chủ quản lý đằng sau AX Infinity, tiết lộ quá trình khôi phục các quỹ tiền điện tử bị đánh cắp có thể mất 2 năm, nhưng họ đã sẵn sàng để chơi đường dài. Mặc dù AX Infinity có thể huy động tiền từ các nhà đầu tư để hoàn lại cho một số người dùng thiệt hại, nhưng dự án cũng biết rằng còn có cả một chặng đường dài phía trước để lấy lại một phần tiền điện tử bị đánh cắp. Vào thứ Năm tuần trước, nhà điều hành Alexander Lena Larsen của Sky Mavis đã nói chuyện với Bloomberg, giải thích rằng quá trình thu hồi tiền sẽ tốn nhiều thời gian. Hiện tại Sky Mavis đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi các token bị đánh cắp, nhưng họ chưa đưa ra bất kỳ cập nhật nào thêm về cuộc điều tra. Công ty có động lực thu hồi các khoản tiền vì họ phải trích 450 triệu đô la từ bản cân đối kế toán để hoàn tiền cho tất cả những người bị thiệt hại. Trong khi đó, Sky Mavis lên kế hoạch hoàn tiền cho người dùng. Nhiều người khác đang rời khỏi nền tảng thậm chí trước vụ hack 3 tháng do phần thưởng trong game của nền tảng giảm đi. Ngôi sao của Shark Tank Kevin O'Leary, hay còn gọi là Mr. Wonderful, đã dự đoán rằng hàng ngàn tỷ đô la sẽ đổ vào tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin. Ông nói rằng dựa trên kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực kinh doanh thì các nhóm vốn khổng lồ, các nhóm có hàng ngàn tỷ đô la này đang chờ chính sách. O'Leary cũng dự đoán trong 10 năm tới tiền điện tử blockchain Bitcoin sẽ là lĩnh vực thứ 12 của S&P. Ngôi sao Shark Tank cũng thảo luận về lý do tại sao khai thác Bitcoin sẽ cứu thế giới. Ông giải thích rằng bởi vì thế hệ tiếp theo của khai thác Bitcoin đang bắt đầu với năng lượng không carbon, thủy điện, năng lượng hạt nhân, gió và mặt trời. Jason Urban, đồng sáng lập Galaxy Digital Chain, tin rằng Ethereum sẽ vượt qua Bitcoin trong tương lai.
Điều này cũng thể hiện từ sự quan tâm của cộng đồng đến với sự kiện hợp nhất của Ethereum. Urban cho rằng việc Bitcoin Chain đã được hợp nhất với TNS và KIN được xem là một cột mốc lịch sử. Điều này thúc đẩy sự quan tâm đến Ethereum. Sự kiện cũng thu hút các người yêu quan tâm đến các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị. Tuy nhiên, sự hợp nhất của Ethereum dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng thời gian trong quý này. Dĩ nhiên không phải là không có mối lo ngại nào. Nhà phát triển Ethereum Tim Bakker đồng ý rằng có rất nhiều hoài nghi trong hệ sinh thái này. Bởi vì Ethereum đã hứa với Robstack trong 5 năm thật khó để thuyết phục mọi người rằng lần này là nghiêm túc. Tỷ phú Warren Buffett bị nhà đầu tư Peter Thiel coi là kẻ thù của Bitcoin do những động thái ngăn chặn tiền điện tử của ông. Peter Thiel từng là đồng sáng lập của PayPal, hiện là tỷ phú và nhà đầu tư mạo hiểm. Ông có niềm tin mãnh liệt vào Bitcoin nhưng không tin bất cứ loại tiền điện tử nào khác, kể cả Ethereum. Thiel được cho là đang sở hữu số Bitcoin trị giá hàng trăm triệu USD thông qua quỹ Founder Fund của mình. Tại hội nghị Bitcoin 2022 tổ chức tại Miami tuần rồi, Peter Thiel cập nhật đến danh sách kẻ thù Bitcoin gồm Warren Buffett, chủ tịch Berkshire Hathaway, Jamie Dimon, CEO J.P. Morgan và Larry Fink, CEO của BlackRock. Trong số đó, Buffett bị ví như kẻ thù số 1. Ngoài ra, Thiel cũng cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ bị phá sản và sau đó Bitcoin là giải pháp thay thế cho hệ thống tài chính truyền thống. Victor Lenlois, 19 tuổi, bán bộ sưu tập NFT BlackRock của mình và thu về 20 triệu USD chỉ trong một ngày. Lenlois chào bán BlackRock với hình ảnh giọt sơn 3D nhiều màu sắc trên nền tảng giao dịch NFT NFT Gateway với thời gian giới hạn 24 tiếng đầu tuần này. Bộ sưu tập nhanh chóng thu hút hơn 5.000 người mua, đạt doanh thu tương đương với 20 triệu USD, cao thứ 3 trong lịch sử giao dịch NFT Gateway. Dù mới 19 tuổi, Lenlois được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong cộng đồng NFT, với BlackRock mỗi NFT có chỉ số Pay khác nhau để xác định độ hiếm và giá bán. Lenlois cho biết, trong tương lai, Pay sẽ đại diện cho sức mạnh của NFT khi tham gia vào vũ trụ ảo do cậu tự xây dựng gọi là Puro World, một metaverse với nhiều NFT tồn tại cùng nhau, tạo nên một thế giới sống động nhiều màu sắc. Theo Lenlois, PayRock là NFT khởi đầu của Puro World. Sắp tới, cậu sẽ bổ sung các nhân vật NFT nhỏ có tên là Reus vào thế giới ảo này, kiếm được hàng chục triệu USD. Nhưng Lenlois cho biết, giấc mơ của tôi không phải là hưởng thụ hay không làm gì cả, mà tôi vẫn mơ sẽ được vẽ mỗi ngày. Tạp chí nổi tiếng Forbes sẽ phát hành bộ sưu tập NFT mang tên Tỷ phú thông qua mối quan hệ hợp tác với sàn FTX. Bộ sưu tập NFT của Forbes sẽ có tên là Virtual NFT Billionaire, gồm 100 NFT đại diện cho 100 tỷ phú ảo được Forbes tạo ra. Đặc biệt, những NFT này sẽ được Forbes xây dựng các trang thông tin riêng biệt tương tác như các tỷ phú ngoài đời thật, đồng thời sở hữu danh mục đầu tư gồm các loại cổ phiếu có thật được niêm yết trên sàn chứng khoán New York. Biến động giá trị cổ phiếu sẽ ảnh hưởng đến tổng tài sản của các tỷ phú NFT, làm thay đổi thứ hạng của chúng trên bảng xếp hạng tỷ phú NFT của Forbes. Động thái trên của Forbes trong lĩnh vực NFT là rất đáng chú ý, bởi đây là lần tiếp xúc mới nhất của tạp chí này trong mảng crypto kể từ khi nhận được khoản đầu tư 200 triệu USD từ tài sản Binance vào tháng 2 năm 2022, biến Binance trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Tuy nhiên, thay vì chọn NFT trên BNB Chain, Forbes lại hợp tác với đối thủ là FTX. Chứ dừng lại ở đó, thay vì chọn NFT trên Solana blockchain được FTX lăng xê rất nhiều, Forbes lại sử dụng chuẩn ERC-721 của Ethereum. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình MetaGas News ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình MetaGas News vào lúc 20 giờ hàng ngày trên hệ thống Facebook, YouTube, TikTok của MetaGas News. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.